Cô chào tất cả các con. Gấp quần áo thì có nhiều cách gấp khác nhau. Tuy nhiên, đến với trại hè hôm nay, cô cũng xin giới thiệu với các con một cái cách gấp quần áo. Khi cái cách gấp quần áo này, khi chúng ta mà bỏ vào trong cái tủ quần áo á, thì cái tủ quần áo của chúng ta rất là gọn gàng, ngăn nắp. Khi mà chúng ta lấy vào hay là bỏ ra thì cái tủ quần áo nó cũng không có bị xộc xệch. Rồi nào, chúng ta bắt đầu ạ. Hôm nay cô có chuẩn bị một bộ đồ. Đây là một bộ đồ bộ ạ. Một bộ đồ bộ. Đầu tiên là cô sẽ trải cái áo ra. Cô giũ cái áo cho thẳng. Giũ thẳng. Và cô trải cái phần cổ vào trong. Hướng vào trong thân, trong mình á. Rồi sau đó là chúng ta sẽ miết cái áo cho thẳng ra. Mình dùng ngón cái và ngón trỏ cầm hai cái sườn áo, hai bên hông như thế này, và gấp xuống tầm 6 đến 7 cm. Mình gấp xuống rồi miết cho thẳng ra. Sau đó là còn lại cái quần thì chúng ta cũng vũ lên và trải xuống, gấp làm đôi cái quần lại và cầm cái quần đặt lên trên cái áo. Rồi miết cái quần cho thẳng. Sau đó là chúng ta gấp bên trái vào, gấp bên phải vào, hai cái ống tay mình đưa vào cho nó gọn. Rồi cũng dùng tay miết cho thẳng ra. Và sau đó là cuộn tròn. Cái cách này mình cuộn, nếu mà chúng ta không chặt cái tay á thì tí nữa cái bộ đồ của mình nó cũng xộc xệch lắm, nó không đẹp. Nên là khi mà gấp là chúng ta phải giữ chặt cái tay một xíu. Rồi sau đó là cô cầm lên. Một tay là cô cầm. Các con nhìn thấy là có cái mép mà lúc đầu mình gấp xuống á. Rồi từ chúng ta sẽ cầm một tay kéo lận nó xuống. Kéo vào. Rồi, kéo vào như thế này. Rồi mình sửa lại cho nó đẹp. Rồi các con thấy đẹp không ạ? Rồi xong rồi, mình tung lên cũng vẫn không có tuột ra. Đó. Bộ nó đi theo bộ như vậy thì bộ cái tủ quần áo rất là gọn.